Bệnh viện thành phố Ngã Bảy, hôm nay Dương Hậu cũng mang tiền của ông bà Thư Kha ở Hoa Kỳ có hỗ trợ cho mỗi một bệnh nhân nghèo khó khăn 1 triệu. Và đây là phòng chạy thận thành phố Ngã Bảy. Thưa dì, dì tên chi vậy? Lê Thị Huệ. Dì bệnh bao lâu rồi? Lâu lắm. Gì hả? Quê gì ở đâu vậy? Ở xã Tân Gà Lắp, Long Bình. Rồi, cho Dương Hậu trao 1 triệu của ông bà Tư Kha đó ha. Xin mời dì. Rồi, tiếp nói của dì, Dương Hậu xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của gia đình ông Tư Kha đã hỗ trợ 1 triệu giúp cho bệnh nhân khó khăn ở Ngã Bảy. Đây là việc làm công đức ngàn lượng. Dương Hậu cảm ơn, chúc gia đình ông bà Tư Kha được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.